có thể cho em biết người họ tên địa chỉ của anh được không ạ? Được, tại sao cô chú đến chơi thăm gia đình với bệnh tật của tôi thì tôi cũng tên là Mùi Văn Trinh, thôn Đông Sen, Thủy Xuân Tiên, Trung Lý, Hà Nội. Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay anh 45 tuổi. Vâng, anh có thể kể lại thì quá trình bị bệnh của anh được không? Bệnh tật của anh thì đúng là vào từ đầu vị là từ cuối năm 12. Cuối năm 12 thì lúc vẫn đang đi làm bình thường, người khỏe bình thường, không có sao. Chỉ có nghe nó ngồi làm bắt đầu nó đau ở chỗ khớp đùi. Thế là về là nằm bắt đầu là tự nhiên nó co hết lại thôi. Nó co, nó đau từ trên đến xuống tới bàn chân. Đấy, nó co, sờ vào chỗ nào nó cũng đau. Nhấc chân nó cũng đau. Thế anh đã đi khám ở đâu và được bác sĩ kết luận như thế nào? Thế là anh cũng đi lên phòng khám, là cũng bảo là phòng khám ở ngay chỗ bê tông Thủy Xuân Tiên đây. Thì cũng kết luận là dự đoán là bị mủn xương, đúng là hoại tử đấy. Nhưng mà cũng chưa nghe nó chắc chắn. Thế rồi là anh ra viện ở ngoài A16, bệnh viện Hà Đông. Là anh cũng kiểm tra lại cũng là bị hoại tử xương khớp đùi. Vâng, thì anh đã điều trị ở đâu ạ? Anh thì chưa điều trị ở đâu cả. Trong lúc đấy là ở ngoài bệnh viện đấy là bảo về đi là đi vay mượn để mà mổ ra viện đức để mổ thay xương. Vâng. Nhưng mà trong điều kiện lúc gia đình khó khăn quá thì thôi thì bác sĩ cũng không cho đơn thuốc. Vâng. Thế là anh về anh đi lấy lá nam với uống lung tung. Vâng. Nó cũng chưa cố định ở chỗ đâu cả. À thế ạ. Vâng. Thì qua cái sự giới thiệu của ai mà anh biết đến nhà thuốc Đông Y Lại Tiến Thạc ở ngã tư Tổ Hội Dục Đồng Phú, Trương Mỹ, Hà Nội? Trong lúc ấy thì tôi uống đau lâu quá. Thì vâng, cậu ở đây thì nó là em vợ nhà hay sao đây. Vâng. Thì có với ông Quyết hàng xóm đây. À, đấy, nhà ông Thạc thì đang làm nhà chỗ gần nhà chỗ ông Quyết đấy. Thì hai ông đi uống rượu ở đám cưới. Thì mới quen biết nhau mới giới thiệu đấy là cháu ông Quyết mới giới thiệu là có đứa cháu nó bị thế khổ lắm, nó đau, nó ở, nó rứt. Thế ông Thạc ông mới cho số điện thoại. Vâng. Thế chỉ thế là cậu nó mới lấy số điện thoại điện mới nói chuyện là anh bệnh như thế. Vâng. Thế là điện ông Thạc thì ông mang thuốc lên cho. Vâng. Đấy, lúc là anh chưa đi được, không đi được. Vâng. Thì ông Thạc mang lên tới nhà. Vâng, thế là vâng, anh đã uống thuốc và điều trị theo cái liệu trình như thế nào, thuốc uống và thuốc lắc. Thế thì trong lúc ông Thạc mang thuốc lên cho thì đắp đúng một tháng. Vâng. Với uống cũng một tháng. Vâng. Thì lúc bệnh ấy có tiến triển. À, thế đấy, anh thấy kết quả như thế nào? Tiến triển là khoảng độ được 6-70% rồi. À, đấy. Là lúc uống một tháng nên là gia đình nó bí quá, không có điều kiện để theo thuốc nữa, rồi rất tiếc. Đấy. Nhưng mà không có khả năng để theo nữa thì tôi nghỉ từ đợt đấy. Vâng. Mà với đi tập tành lại nó đỡ đi. Thế là anh uống được 10 thang và bó 6 miếng lá thì anh giảm được 60-70% rồi đúng không ạ? Đúng. Vâng, bây giờ bệnh tật của anh như vậy thì theo em khuyên anh là anh nên tiếp tục uống thuốc. Đấy, được. Anh nên tiếp tục uống thuốc và điều trị thuốc ở nhà thuốc để cho nó khỏi hẳn. Được. Còn việc để không có kinh tế để lấy thuốc thì anh có thể xuống lấy thuốc nhà, thuốc có thể hỗ trợ cho anh. Vâng, về cái vấn đề đấy thì anh không nên lo lắng lắm. Quan trọng là anh quyết tâm để uống thuốc và chữa bệnh cho nó khỏi. Vâng, cái đấy là cũng cảm ơn gia đình ông Thạc. Vâng. Cũng rất là cảm ơn trong lúc gia đình rất khó khăn mà tôi nói thẳng là điều trị cứ loanh quanh cũng rất là tốn. Mà đúng rồi ạ. Loanh quanh là 2 năm trời. Rồi ạ. Cũng rất là tốn kém. Vâng. Mà là nếu mà có điều kiện mà theo từ lúc ông Thạc mang lên rồi có khi đến bây giờ bệnh tật tôi có khi là vâng, khỏi. Vâng. Ai cũng bảo là khỏi chứ mà là mới đấy mới có một tháng mà nó lại đi được như thế, nó chống gậy đi đúng một tháng là tôi chống gậy tôi đi khắp làng từ đầu làng đến cuối làng. Vâng, đấy nó phát triển. Còn mọi hôm là đúng cái ghế tôi đang ngồi, cô đang ngồi thực sự là cứ đẩy đi ra tới ngõ là quay lại không dám đi đâu hết. À, cứ cúi đi nó ngoại nó đau lưng đấy. Vâng. Mà thậm chí là như là cô chú đến chơi ở thế này ngồi chỉ 5-3 phút là thôi xin phép cô chú cứ ngồi chơi tự nhiên là phải đi ngủ đi nằm rồi. Vâng. Nằm cho nó dễ chịu. Vâng. Còn ngồi cái này nó tức nó đau nó chùn lên nó chèn lên nó tức. À, thế nó chèn như là một cục ở đây. Vâng. Nhưng bây giờ nó hết cái cục ở đây rồi nó còn hơi cứng ở trong này thôi. Vâng. Là ngồi thoải mái. Vâng. Bây giờ ngồi cả ngày cả buổi được. À, thế ạ. Vâng.
thì anh cứ tiếp tục uống thuốc cho nó khỏi hẳn. Vâng, em cảm ơn anh về những lời chia sẻ của anh. Vâng, cảm ơn.